Từ cú hích cúp truyền hình BRT, giải bóng đá thiếu niên nhi đồng thành phố Vũng Tàu sau hai mùa tổ chức lan tỏa ngày càng sâu rộng và ngày càng trở thành sân chơi được mong chờ của nhiều trẻ em vào mỗi dịp hè. Sáng nay 18 tháng 6, giải bóng đá thiếu niên nhi đồng thành phố Vũng Tàu mùa thứ 3 năm 2022 cũng được nối lại như cúp truyền hình BRT sau một năm phải gián đoạn do dịch COVID-19. Ngay sau lễ khai mạc giải, các trận đấu đầu tiên bước vào khởi tranh. Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng thành phố Vũng Tàu mùa thứ 3 năm 2022 thu hút gần 300 em nhỏ đến từ 19 đội bóng nhóm tuổi U11 và U13. Ở nhóm tuổi U11, 14 đội bóng được chia làm 4 bảng thi đấu vòng tròn, chọn 8 đội xếp nhất nhì ở mỗi bảng vào thi đấu vòng tứ kết. Nhóm tuổi U13 có 5 đội tham dự thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Sau một năm phải gián đoạn vì đại dịch COVID-19, niềm háo hức của các cầu thủ nhí Vũng Tàu càng bật tung mạnh mẽ, nên khi giải bóng đá thiếu niên nhi đồng được nối lại, tất cả các cầu thủ nhí đều mong sớm vào sân để thỏa mãn đam mê, thỏa mãn niềm mong chờ. Đây là một cái giải đấu mà tất cả các em đều náo nức là mong muốn được tham dự cái giải này. Do vậy giải này năm nay số lượng sẽ đông hơn giải năm trước, và tôi hy vọng rằng giải này sẽ thành công và gặt hái được nhiều trận đấu hay, hấp dẫn. Con đến từ trường tiểu học Phước An và mục tiêu của con đến đây là muốn trở thành một cầu thủ giỏi ạ. Con rất vui khi con đá giải BRT bởi vì anh con đã đá giải BRT nên con rất là háo hức. Với những cầu thủ nhí nhóm tuổi U13 từng có trải nghiệm thi đấu ở cúp truyền hình BRT, niềm háo hức và khát khao mong chờ càng lớn, bởi đây là mùa giải cuối cùng các em thi đấu ở sân chơi cúp truyền hình BRT. Con rất vui và hạnh phúc khi được lần thứ hai tham dự giải cúp thiếu niên nhi đồng lần thứ hai. Mục đích của con là sẽ giúp đội U13 thành phố Vũng Tàu vô địch và nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất. Nhóm tuổi U11 tham dự giải bóng đá thiếu niên nhi đồng thành phố Vũng Tàu mùa 3 có số lượng và chất lượng đội bóng tăng hơn những mùa giải trước, đặc biệt sự xuất hiện của các câu lạc bộ bóng đá cộng đồng như FC Bình An, FC Tài Lộc, FC Starlet, FC Tiger, FC Quốc Vương, FC Hồng Lĩnh thổi thêm làn gió mới cho giải, giới thiệu thêm nhiều năng khiếu bóng đá. Với sự tham gia của gần 20 đội bóng thì chúng ta có một không khí và rất là náo nhiệt cho tất cả các bạn yêu bóng đá ở thành phố Vũng Tàu chơi bóng đá. Bên cạnh đó thì câu lạc bộ FC Bình An cũng có một sự chuẩn bị nhất định, đội bóng tập trong vòng 2 tháng tập luyện và đã duy trì đó đội hình U11 và U13 hứa hẹn thì sẽ tham gia giải với sự chuẩn bị cao nhất. Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng U13 và U11 thành phố Vũng Tàu mùa 3 năm 2022 diễn ra đến hết ngày 24 tháng 6. Toàn giải sẽ có tổng cộng 36 trận đấu, giúp các cầu thủ nhí và phụ huynh giải cơn khát bóng đá trong dịp hè, đồng thời giúp ngành văn hóa thể thao thành phố Vũng Tàu tuyển chọn lực lượng tinh nhuệ tranh giải cúp truyền hình BRT diễn ra vào trung tuần tháng 7.